Quay con trẻ than này để bán cho các bác. Ăn ấy, ăn thức ăn khác. Nó ăn sâu, ăn cám, ăn trứng, ăn thịt. Giới thiệu với các bác là con này là yếm bắt đầu đen rồi, cam kết 100% là chòe trống nhá. Cái này em để cho bác nào chơi là 500k nhé, 500k đấy. Clip chè than, clip chè than. Một chín bảy.